Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel YouTube Mọt Kem. Căn nhà bốc cháy dữ dội. Vì nguyên nhân gì chứ? Tại sao chuyện này lại xảy đến với gia đình mình? Không còn thời gian để trả lời những câu hỏi đang vây lấy anh, Sebastian lập tức chạy vào căn nhà đang chìm trong biển lửa. Cửa chính bị khóa, nhưng bên hông nhà là khung cửa kính, chỉ còn cách phá vỡ để vào trong nhà. Hơi nóng khủng khiếp táp vào người Sebastian, nhưng không còn thời gian để do dự nữa. Lily vẫn đang mắc kẹt trong nhà. Có lẽ con bé vẫn đang trốn ở trên phòng của nó. Lily chỉ vừa mới lên 6 tuổi. Một đứa trẻ thông minh với nụ cười luôn rạng ngời trên khuôn mặt ngây thơ. Chỉ nghĩ đến đây thôi đã khiến tim anh nghẹn lại. Tiếng con bé thét lên sợ hãi ở phía tầng trên. Mùi nhựa cháy xộc vào mũi khiến anh choáng váng và khó thở. Rất may cầu thang vẫn chưa bị ngọn lửa phá hủy. Men theo lối đi quen thuộc, cuối cùng cũng đến được phòng Lily. Anh cất tiếng gọi nhưng không có ai ở bên trong hết. Không lẽ con bé đang ở căn phòng khác? Đột nhiên một giọng nói vang lên. Sebastian quay người lại và nhận thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc ấy. Bao nhiêu gánh nặng từ nỗi lo cho Lily đều được trút bỏ. Nhưng tại sao ngay tại khoảnh khắc ấy, anh lại cảm thấy một nỗi đau vô hình dâng lên trong tâm can? Nỗi đau về sự mất mát và tuyệt vọng. Mặc kệ những cảm xúc lẫn lộn đó, anh chỉ muốn ôm chầm lấy Lily, đứa con gái bé bỏng tội nghiệp. Khi hai cánh tay cô bé chạm vào người Sebastian, một cơn đau khủng khiếp chạy dọc vai và lan khắp cơ thể. Cả anh và Lily đang bị ngọn lửa xâu xé. Giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng tồi tệ, Sebastian nhận thấy một gương mặt quen thuộc, Julie Kidman, người đang làm việc cho một tổ chức muốn nắm quyền kiểm soát thế giới. Sau vụ việc ở bệnh viện tâm thần Beacon, Joseph và Kidman mất tích không rõ nguyên nhân. Chỉ còn Sebastian liên tục bị gọi vào các cuộc điều trần và kiểm tra tâm thần của sở cảnh sát thành phố. Tại bác sĩ giám định cho rằng anh bị hoang tưởng sau cái chết của Lily. Và bất cứ điều gì đã xảy ra với anh ở Beacon dường như đã bẻ gãy ranh giới giữa ảo tưởng và thực tế. Nhưng có một sự thật phũ phàng rằng tất cả các trò kiểm tra tâm lý chỉ là thêm một nghiên cứu nữa của Mobius đối với Sebastian. Họ muốn theo dõi sự ảnh hưởng của STEM lên anh sau khi đã kết nối và thoát ra mà không có dấu hiệu ảnh hưởng về tâm lý. Sau khi rời khỏi sở cảnh sát Crimson, Sebastian đã dành toàn bộ thời gian để truy lùng Julie và tổ chức Mobius. Đã 3 năm trôi qua, tuy nhiên mọi dấu vết chẳng dẫn đến một manh mối nào hết. Giờ đây, kẻ mà Sebastian truy lùng bấy lâu nay đang đối diện với anh. Cô ta cố gắng giải thích những gì mà anh lầm tưởng về Lily bấy lâu nay. Con bé vẫn chưa chết. Toàn bộ mọi sự việc xảy ra đều do Mobius đứng đằng sau giật dây, bắt cóc Lily và phóng hỏa căn nhà, kể cả thao túng sở cảnh sát Crimson. Thông tin được đưa ra để làm giả về cái chết của con bé. Bên điều tra xác nhận với anh rằng Lily đã chết trong vụ cháy. Nguyên nhân được cho là rò rỉ khí ga. Hồ sơ vụ án khép lại, Sebastian chấp nhận sự thật phũ phàng đó mà không mảy may nghi ngờ. Kidman cũng nói rằng hiện Lily đang ở một trong những cơ sở thí nghiệm khác của Mobius. Con bé đang gặp nguy hiểm và nó đang cần sự giúp đỡ của anh. Sebastian không thể tin vào những gì vừa nghe được. Ả đàn bà khốn kiếp này đã lừa dối anh một lần. Không có lý do gì để cô ta không làm như vậy thêm một lần nữa. Đến lúc này, anh không thể kiềm chế được bản thân được nữa. Không còn lựa chọn nào khác, Kidman buộc phải dùng biện pháp mạnh để hạ gục Sebastian và đưa anh ta về trụ sở của Mobius. Tại đây, anh chứng kiến chiếc kén mang tên Lily tại trung tâm căn phòng bị kết nối vào STEM với vai trò hạt nhân. Mobius vốn dĩ đã có ý tưởng về STEM từ lâu, nhưng mọi cố gắng đều thất bại cho đến khi Ruvik tìm ra nguyên lý để hệ thống hoạt động hiệu quả hơn. Rút kinh nghiệm sau vụ rắc rối ở Beacon, Mobius muốn tạo ra một hệ thống STEM mới với tham vọng kết nối toàn bộ trí não của tất cả con người
ở mọi ngóc ngách trên thế giới. Thử tưởng tượng, nếu tất cả ý thức cùng kết nối với nhau dựa trên hạt nhân trung tâm là Lily. Nếu cô bé hạnh phúc, tất cả mọi người đều hạnh phúc. Nếu đồng cảm, thì ai cũng sẽ đồng cảm và yêu thương nhau. Đây thật sự là mặt tích cực của STEM, nhưng tùy vào cách sử dụng hệ thống như thế nào. Mobius nói rằng, mục đích của họ là tạo ra một thế giới hòa bình, không có chiến tranh, nhưng chắc chắn đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Điều họ thật sự mong muốn không hề đơn giản như vậy. Có hai loại người có khả năng làm ứng viên cho vị trí hạt nhân. Đầu tiên là những đứa trẻ có tâm trí thuần khiết. Thứ hai là những kẻ có xu hướng tâm thần. Tuy nhiên sau lần thất bại với Rubik thì lựa chọn còn lại sẽ là phương án tốt nhất. Lily vốn dĩ đã được kết nối để duy trì STEM từ lâu. Bởi vì trí não của bé hoàn toàn thuần khiết, ngây thơ, rất dễ dàng để khống chế. Và cô bé cũng là hạt nhân có mức độ ổn định nhất. Nhưng gần đây, sau một sự cố địa chấn bên trong Union, hạt nhân biến mất khỏi trung tâm hệ thống, khiến cho thế giới ở đó bắt đầu tan rã thành từng mảnh. Có một bài báo cáo đã gửi cho trung tâm điều hành, cho rằng những công dân tại Union bắt đầu có các biểu hiện lạ, như hung hãn tấn công những người xung quanh, và cơ thể họ bị đột biến không rõ nguyên nhân. Một nhóm đặc vụ được gửi vào trong để giải quyết sự cố cũng như truy tìm hạt nhân. Nhưng lần cuối cùng họ liên lạc là hơn một tuần trước. Hiện tại toàn bộ liên lạc đều bị cắt mất, không rõ nguyên nhân. Cả hai thế giới giờ đây hoàn toàn tách biệt. Không có một phương thức liên lạc nào giữa hai bên. Người điều hành Mobius nói với Sebastian rằng đây là cơ hội cuối cùng để anh cứu lấy con bé. Đứa con tội nghiệp mà anh đã không thể cứu nhiều năm về trước. Chàng thanh tra nhận thấy rằng hắn ta nói trúng vào mặc cảm tội lỗi của anh. Nhưng nếu như anh đưa Lily trở về rồi thì sao nữa? Chắc chắn bọn chúng không thể để cho hai cha con vui vẻ bước ra khỏi trụ sở này được. Có thể không có cơ hội thoát khỏi tay Mobius một khi bước chân vào đây. Nhưng ít ra, anh có thể gặp lại Lily. Không còn cách nào khác. Sebastian đang chấp nhận bắt tay với kẻ thù. Trước khi bước vào trong STEM, Kidman dặn dò rằng sẽ có người đang đợi anh bên trong. Ý cô ta đang muốn nói là gì chứ? Phải chăng lại là những trò bí mật mèo vờn chuột nào khác mà Kidman đang bày ra? Trở lại trong STEM, Sebastian đến được văn phòng điều tra tại sở cảnh sát thành phố. Khu vực này được tạo nên bởi chính ký ức từ Sebastian, một nơi mà tiềm thức của anh cảm thấy quen thuộc và an toàn. Nhưng tại sao sếp lại không tạo ra ngôi nhà khi xưa anh cùng gia đình sống yên bình? Đơn giản là vì ngôi nhà đó chỉ để lại cho anh cảm giác mất mát và đau buồn. Quay trở lại văn phòng quen thuộc. Tại đây, viên thanh tra được cập nhật thông tin về 5 thành viên có nhiệm vụ tìm kiếm Lily và sự mất tích bí ẩn của cả đội. 3 trong số bọn họ là những kỹ sư và 2 người còn lại là đội bảo vệ. Hiện tại tất cả mọi người, kể cả Sebastian, đều bị kẹt từ bên trong và không có khả năng nào thoát khỏi nơi đây nếu như hạt nhân không quay trở về vị trí mà nó lẽ ra phải ở đó. Tấm gương trong văn phòng chính là cầu nối giữa Union và căn phòng an toàn. Thông qua nó, sẽ bất thình lình rơi vào không gian kỳ lạ của một triển lãm nghệ thuật u ám. Anh tìm thấy đội trưởng Baker đã chết. Tuy nhiên, cái chết đó không hề bình thường. Anh ta bị lơ lửng trong không trung, với não và máu bắn ra tung tóe, tái hiện khoảnh khắc cái chết đến với anh ta trong khoảng thời gian lặp lại vô tận. Cảm thấy có điều gì đó bất thường xảy ra ở đây. Nó gợi lên cho sếp cảm giác khủng khiếp anh đã trải qua sau sự kiện ở bệnh viện Beacon. Và lúc này, Sebastian vô tình chứng kiến tên sát nhân hành hình nạn nhân tiếp theo của hắn và giữ anh ta trong vòng tuần hoàn lặp lại của cái chết. Vậy đúng là những điều chàng thanh tra lo sợ cũng trở thành sự thật. Nơi này cũng không khác gì ở Beacon với những thứ quái dị. Tại sao anh cứ luôn phải dướng vào những điều tồi tệ như vậy? Bước qua cái hành lang tối tăm dẫn đến căn sảnh lớn. Chính giữa căn phòng lại là một tác phẩm quái dị nữa của tên sát nhân. Có vẻ như thú vui của hắn là lưu giữ lại khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết. Điều đó khiến sếp nhớ tới một trong những vụ án mạng mà anh từng phụ trách. Tên bệnh hoạn thích giết phụ nữ và cất giữ từng phần cơ thể nạn nhân trong ngăn lạnh. Tuy nhiên, nếu so sánh thì hắn vẫn chưa đủ điên như tên sát nhân trong khu triển lãm này. Tất cả bọn giết người đều có động cơ của chúng.
một số giết người vì chúng sợ hãi, một số vì căm thù, hoặc là để cho vui. Vậy động cơ của tên này là gì? Trong khi tìm cách thoát khỏi khu triển lãm, Sebastian bất ngờ bị tấn công bởi The Guardian, con quái vật dị hình được cấu tạo bởi hàng đống xác chết cuốn chặt lấy nhau. Trên cánh tay nó là chiếc cưa khổng lồ. Nhận thấy sinh vật này quá hung hăng, đối đầu với nó không phải là một hành động khôn ngoan. Anh nhanh chóng bỏ chạy khỏi mối nguy hiểm. Dĩ nhiên, con quái vật không hề dễ dàng buông tha. Tiếng cười khủng khiếp của nó xoáy thẳng vào nỗi khiếp sợ trong anh. Đóng sập cánh cửa lại phía sau, sếp bàng hoàng nhận ra rằng anh đang ở trong một căn phòng kín không có lối thoát. Nếu như không nhanh chóng nghĩ ra cách đối phó, con quái vật kia chẳng mấy chốc sẽ phá tan cánh cửa để xông vào đây. Nhờ giữ cho cái đầu được tỉnh táo, anh nhận ra đường ống thông khí ở phía trên sẽ là một lối thoát tuyệt vời. Nhanh chóng, anh trèo lên trước khi tiếng cười ghê rợn kia đến sát bên dưới chân. Nhảy xuống khỏi đường ống, anh yên tâm vì con quái vật chắc sẽ bỏ đi. Nhưng trớ trêu thay, nó đã tìm thấy con mồi của mình. Dốc hết sức để chạy thoát khỏi thứ quái dị ở sau lưng, thì phía trước một bóng người đột ngột xuất hiện và tấn công Sebastian bằng con dao găm. Tưởng chừng không thể thoát khỏi cái chết, nhưng với ý chí sinh tồn mạnh mẽ, cuối cùng Sebastian cũng thoát khỏi con quái vật kia. Anh đặt chân vào một căn phòng xa lạ và tồi tàn, nhưng ít ra thì có vẻ như nó an toàn. Rất may mắn khi sếp tìm thấy khẩu súng ngắn nòng 9 ly trong ngôi nhà. Sức nặng của khẩu súng khiến anh yên tâm hơn trong cuộc hành trình phía trước, nhất là sau khi trải qua những chuyện vừa rồi. Sau cuộc trao đổi ngắn, Kidman khuyên sếp nên đi vào trung tâm thị trấn. Tại đây, anh có thể tiếp cận và tìm hiểu ngọn ngành mọi chuyện thông qua các công dân đang sinh sống ở đó. Đột nhiên, có người phụ nữ chạy vụt vào trong ngôi nhà trước mặt. Chàng thanh tra định vào để hỏi thăm cô ta những thông tin cần thiết. Mùi hôi thối xộc vào mũi anh khi cánh cửa mở ra. Có tiếng gì đó bên trong căn phòng bên trái. Tiến đến gần chỗ phát ra âm thanh, cái mùi của thịt thối đang phân hủy bốc lên càng nồng nặc. Bên trong, một cảnh tượng điên rồ hiện lên trước mắt anh. Cô ta tấn công quá nhanh, khiến sếp không trở tay kịp. Dù không muốn bắn trả, nhưng có vẻ như người phụ nữ không có ý định mời khách hồi xuống uống trà thì phải. Phát súng phá nát một bên đầu á ta. Còn chưa kịp hoàn hồn thì ả đàn bà đứng dậy với cái đầu vỡ nát và thứ gì đó bên trong ngoe nguẩy như những con giun.
Sau khi đã chắc chắn rằng cái đống bầy nhầy đó đã nằm im luôn, thì anh mới yên tâm bỏ ra ngoài căn nhà. Tên sát nhân, con quái vật với cái cưa khổng lồ, giờ thì đến ả đàn bà còn sống sau khi cái đầu vỡ nát. Cái chó chết gì đang diễn ra ở thế giới điên rồ này vậy? Khi vừa vào thị trấn thì bỗng có tiếng súng vang lên ở phía trước. Chắc chắn đó không phải là điều mà anh mong chờ chút nào. Chạy thật nhanh về phía âm thanh vừa phát ra, anh nhận thấy hai nhân viên Mobius bị rượt đuổi bởi một đàn sinh vật kinh dị. Một kẻ trong số họ không may mắn như người còn lại. Khi cố gắng vào được căn nhà, sau một chút hiểu lầm nhỏ nhỏ, thì Sebastian gặp Liam O'Neill, nhân viên kỹ thuật, một trong năm đặc vụ được đưa vào Union để khắc phục sự cố và tìm hạt nhân. Sebastian nhờ đến sự giúp đỡ của O'Neill cùng nhau ra ngoài kia để tìm hạt nhân, nhưng anh ta thẳng thừng từ chối. Cũng dễ để thông cảm cho Liam, vì anh ta không phải là một chiến binh. Nhưng tay kỹ thuật viên hứa sẽ giúp đỡ Sebastian về liên lạc thông tin nếu có thể. Liam cũng giải thích cho anh rõ hơn về tình trạng hiện tại ở Union. Vì thiếu hạt nhân và cỗ máy Stable Fuel Emitter không hoạt động, khiến nơi đây đang dần sụp đổ. Đồng thời, anh ta cũng cung cấp cho sếp thông tin về tín hiệu bí ẩn với giọng nói của một bé gái. Đây chính là điều mà chàng thanh tra cần. Sebastian lại một mình dấn thân vào những mối nguy hiểm đang trực chờ ngoài thị trấn. Qua những manh mối rời rạc, anh hiểu thêm về Union. Thị trấn này được xây dựng dựa trên khuôn mẫu ngoại ô thanh bình kiểu Mỹ. Nó sẽ làm cho những người mới đến Union cảm thấy gần gũi với thiên nhiên và giúp họ tránh bị căng thẳng. Vì đa phần tất cả những người được kết nối vào STEM trước đó, họ đều bị xóa sạch toàn bộ ký ức. Mobius sẽ thay đổi ký ức khác cho họ. Có người tin rằng họ là nông dân, còn người khác tin rằng họ là bác sĩ, kỹ sư, v.v. Bên trong Union có một đội an ninh bí mật trà trộn và sống như những công dân bình thường, để theo dõi hành vi các đối tượng và bảo vệ bí mật đường hầm The Marrow. Trên con phố hoang vắng, sếp bước vào một căn nhà gần đó để tìm kiếm thêm manh mối cũng như vài món đồ cần thiết. Khi vào căn phòng ngủ, đột ngột không khí trở nên lạnh buốt. Làn sương mỏng bay ra theo từng nhịp thở. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Đồ vật xung quanh tự động dịch chuyển. Không lẽ nào ở trong Union cũng có ma quỷ sao? Tốt nhất là ra khỏi đây thôi. Vừa bước ra khỏi căn phòng, đi về phía cửa chính, thì bỗng nhiên đồ vật bên ngoài phòng khách bay tung lên. Sebastian cảm thấy có cái gì đó lặng lẽ đang đứng sau lưng mình. Anh không thể miêu tả được thứ đó là thực thể gì. Tóc và các mảnh quần áo bay trong không khí. Nó mang hình dáng của một người phụ nữ. Âm thanh thoát ra từ nó nghe xa xăm, nhưng đủ để khiến tim anh đông cứng. Đột nhiên thứ đó áp sát vào Sebastian, và không gian xung quanh lại dịch chuyển đến khu vực trong như bệnh viện. Không chần chừ, chàng thanh tra nhanh chóng núp vào góc khuất, tránh thứ quái dị kia. Có vẻ như nó vẫn chưa nhìn thấy anh. Sau khi chạy thoát khỏi nó, sếp lại bị dịch chuyển về căn phòng ngủ trước đó. Anh bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có thể là do ảo giác, hoặc là... Nhưng cứ ra khỏi căn nhà này trước đã. Không khí bên ngoài dễ chịu hơn trong căn nhà ngột ngạt. Kiểm tra communicator, anh thấy tín hiệu của Lily không còn xa lắm. Sebastian lần theo tín hiệu bắt được từ communicator và tìm ra những mảnh ký ức mà Lily để lại. Tất cả đều liên quan tới tay nhiếp ảnh Stefano, cũng là kẻ sát nhân anh từng gặp khi mới đến đây.
hắn đã bắt cóc Lily. Chưa kể đến việc chính hắn góp phần tạo ra bọn quái vật từ những xác chết. Tuy đã cố gắng đuổi theo, nhưng tên sát nhân cũng kịp bỏ trốn và để lại một bầy sinh vật quái dị tấn công Sebastian. Qua những thông tin Kidman cung cấp về tên sát nhân, viên thanh tra có thể biết thêm về con người hắn. Stefano vốn là một nhiếp ảnh gia trong chiến tranh. Để chụp được những bức ảnh nổi tiếng nhất trong sự nghiệp, Stefano đã phải trả một cái giá khá đắt. Mất đi con mắt bên phải và một phần mảnh đạn vẫn nằm trong bộ não không thể lấy ra được. Sau khi thoát khỏi tay thần chết, trong Stefano bắt đầu nảy sinh những ý nghĩ về khoảnh khắc tuyệt đẹp giữa sự sống và cái chết. Hắn sẽ khai sáng ra một loại nghệ thuật mới chưa từng có tiền lệ. Stefano bắt đầu theo dõi và giết các nạn nhân để tạo ra những tác phẩm mà hắn ấp ủ bấy lâu nay, đa phần đều là nữ giới. Với tốc độ phân hủy quá nhanh và không có cách nào để lưu giữ lại khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy, chỉ khiến Stefano càng điên cuồng đi tìm giải pháp cho nghệ thuật của hắn. Với sự khéo léo và khôn ngoan, tại nhiếp ảnh dễ dàng qua mặt đội điều tra thành phố Crimson. Chuỗi án mạng chỉ dừng lại khi Stefano tham gia vào dự án STEM. Mục tiêu của Mobius là cần những người có phong cách mỹ thuật độc đáo để tạo ra các kiến trúc đỉnh cao mang tính nghệ thuật ở Union. Hắn vượt qua các bài kiểm tra tâm lý dễ dàng để trở thành một phần trong dự án khổng lồ của Mobius. Nhận thấy STEM là một môi trường độc đáo để tạo ra các tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời. Vậy là Stefano dùng những khả năng kiến tạo mà Mobius trao cho hắn để sử dụng vào mục đích cá nhân bệnh hoạn. Sau khi mất dấu Stefano, sếp chưa thể xác định phải làm gì tiếp theo. Thì đột nhiên, Liam tìm thấy được tín hiệu lạ từ City Hall. Đó cũng là nơi đặt thiết bị Stablefield Emitter mà Liam đã nhắc đến. Rõ ràng những tác động tiêu cực đã khiến Union bị thay đổi. Có những địa điểm gần như không còn có thể di chuyển đến một cách bình thường. Đồng thời, tòa nhà City Hall này lại bị phân cách ra và nằm lơ lửng trên bầu trời. O'Neill giải thích cho sếp rằng có thể đến được tòa thị chính bằng cách đi qua The Marrow, một hệ thống dịch chuyển ẩn vốn được Mobius dùng để quan sát các vật thí nghiệm. Với nó, việc di chuyển trở nên dễ dàng hơn. Đồng thời, Sebastian cũng từ đây tìm ra được nhiều thông tin mật trong nội bộ tổ chức. Mobius sử dụng trung tâm tuyển giáo sinh MU, giáo phái bí ẩn được tạo nên từ Wallace, người thuyết giáo đứng đầu trung tâm. Mobius muốn sử dụng niềm tin tâm linh trong Union. Nhờ đó mà họ dễ dàng thu hút những con người ở thế giới thực tại tự nguyện kết nối vào STEM trong quá trình thử nghiệm hơn là việc bắt cóc họ. Trước khi được đưa vào Union, những người tham gia đều bị xóa đi toàn bộ ký ức trước đó và bắt đầu một ký ức mới tại Union. Cứ mỗi một người được kết nối thì hệ thống thu thập được 100 exabyte lượng lưu trữ ký ức, và Mobius cần 2 triệu exabyte, có nghĩa là cần đến 20.000 người kết nối vào STEM để đạt đến giai đoạn 2, đó là phát sóng không dây trên phạm vi toàn cầu, và bất cứ ai cũng đều bị kết nối với STEM. Khi rời khỏi đường hầm Mero và đến tòa thị chính, sếp lại bị tấn công bởi The Guardian, con quái vật được sinh ra từ những xác chết và ý tưởng điên rồ của Stefano. Nhưng lần này, anh không nhất thiết phải bỏ chạy. Nhưng đối đầu trực tiếp với sinh vật kia cũng không phải là cách hay. Vì vậy, chàng thanh tra sử dụng địa hình xung quanh và hỏa lực để hạ nó. Sau khi con quái vật gục ngã, Sebastian tiến vào tòa thị chính. Bên trong tòa nhà, anh gặp được Harrison, một đặc vụ khác trong nhóm Baker. Có vẻ như anh ta khó mà qua khỏi vì những vết thương chí mạng. Không biết thứ gì lại gây ra vết thương khủng khiếp như vậy. Trong cơn hấp hối, tên đặc vụ nhấn mạnh rằng nếu như không kích hoạt Stablefield Emitter thì Union sẽ sụp đổ hoàn toàn và Sebastian sẽ không còn cơ hội để tìm lại hạt nhân. Nếu như vậy, việc ưu tiên hàng đầu là kích hoạt cổ máy Emitter kia. Càng dấn thân sâu vào mê cung hành lang tối tăm, sự ảnh hưởng của Stefano càng rõ ràng hơn qua những bức tranh nghệ thuật được treo hai bên tường, thể hiện lối tư duy bệnh hoạn của hắn.
Cuối cùng, sắp đến căn phòng triển lãm bên trong đầy các bức tượng được tạo hình dị dạng. Khi đến gần, để nhìn rõ hơn, chàng thanh tra rợn người nhận ra đó không phải là tượng, vì tượng điêu khắc không có cơ thịt và máu rỉ ra như vậy. Không cần phải nói cũng biết, đây chắc hẳn lại là một trong những sản phẩm của Stefano. Sau khi tìm ra cổ máy và kích hoạt Stablefield Emitter, Stefano bất ngờ xuất hiện và làm ngưng động thời gian, khiến Sebastian không thể cử động. Lẽ ra, hắn có thể tự tay biến anh thành một tác phẩm mới nhất. Thay vào đó, Stefano để sinh vật Obscura hoàn thành công việc nghệ thuật quái gở thay cho hắn. Và đó là một sai lầm của tên sát nhân. Sếp nhanh chóng thoát ra khỏi trạng thái tê liệt. Anh cố gắng lừa sinh vật kia tránh càng xa cổ máy Emitter càng tốt, để nó có thời gian vận hành. Qua cách tấn công của cái máy ảnh có chân, Sebastian hiểu ra thứ gì đã tấn công và giết chết Harrison. Chính là nó, tạo vật của tay nhiếp ảnh. Cuối cùng thì Stablefield Emitter cũng hoạt động trở lại. Sau khi Union đã ổn định hơn và đường hầm The Marrow mở ra lối đi dẫn đến nhà hát, nơi mà tên sát nhân quái gở kia lẩn trốn. Bước đi trong không gian lạnh lẽo và cô quạnh ở đường hầm, Sebastian nghĩ về Myra, người vợ đã rời bỏ anh, hay là anh đã bỏ rơi cô lúc cô cần anh nhất. Sếp cũng không thể biết nữa. Quá khứ giờ đây là một mớ hỗn độn trong anh. Sau cái chết của Lily, vì quá đau buồn và cảm giác tội lỗi vì đã không có mặt ở nhà lúc con bé cần bố nó nhất. Lẽ ra sếp đã có thể cứu được con bé, nếu như anh không quá mải mê vào công việc trong nhiều ngày mà không đói hoài đến gia đình. Ngày tang lễ con gái, anh đã nén nước mắt, chôn giấu mọi cảm xúc và nỗi đau sâu trong tận đáy lòng, chấp nhận sự thật phũ phàng rằng đứa con bé bỏng đáng yêu của anh không còn nữa. Myra thì lại khác, cô ấy không tin vào điều đó. Cô cố giải thích với anh rằng con bé vẫn chưa chết, với hy vọng anh sẽ giúp cô mở lại hồ sơ vụ án để tiếp tục điều tra. Nhưng Sebastian lại cho rằng vợ anh đã quá đau buồn sau mất mát đó, nên không thể chấp nhận được sự thật. Cả hai con người với những cảm xúc riêng không cùng chung quan điểm. Myra quyết định tự mình điều tra về sự mất tích của Lily. Và từ đó, Sebastian không còn gặp lại cô nữa. Giờ đây, một lần nữa cảm giác tội lỗi lại đè nặng lên tâm can anh, vì đã không tin những gì Myra đã cố giải thích với mình. Đang đắm chìm trong những hồi tưởng, bỗng sếp nhận thấy bao quanh dãy hành lang là những chất dịch màu trắng. Cho dù là gì đi nữa, thì mọi thứ ở đây đều tồi tệ như nhau hết. Cánh cửa cuối hành lang bị dính chặt. Khi cánh cửa bật mở, anh nhanh chóng núp vào góc khuất phía trước, ngay khi sinh vật kia quay lại tìm hiểu nơi phát ra âm thanh lúc nãy. Trải qua nhiều năm trong ngành cảnh sát, đã rèn luyện cho anh giác quan nhạy bén và phản xạ linh hoạt. Nhờ đó đã giúp sếp trong nhiều tình huống nguy hiểm, kể cả lần này nữa. Trong sinh vật đó được cấu tạo bởi hợp chất trắng sữa mà anh đã thấy dọc hành lang. Tốt nhất là tránh sự chú ý của nó. Toàn bộ dây thần kinh dần trở lại bình thường. Sau khi vượt qua khỏi con quái vật, cố gắng đi ra khỏi khu hành lang càng nhanh càng tốt, thì bất ngờ một bên chân bị siết mạnh. Lực kéo mạnh đến nỗi cả người anh đổ bật ra sau. Là do sinh vật lúc nãy không chậm trễ, sếp rút súng ngắm thẳng vào đầu nó. Những phát đạn không đủ để giết nó, nhưng ít ra cũng khiến thứ ấy nới lỏng gọng kìm ngay chân, để anh có đủ thời gian chạy thoát. Sebastian nhanh chóng quay trở lại đường hầm Merrow. Anh đột nhập vào căn phòng an ninh. Sau vài phút hiểu lầm, anh nhận ra đây là Yukiko Hoffman, một đặc vụ trong nhóm của Baker. Cô là người chịu trách nhiệm chính trong việc kiểm tra về mặt tâm thần các đối tượng trước khi họ kết nối vào STEM và loại bỏ những kẻ không ổn định về mặt tinh thần. Cô cho rằng những kẻ biết bản thân họ có xu hướng tâm thần thường vượt qua bài kiểm tra một cách dễ dàng. Vậy đây là lý do mà Stefano có thể bước vào hàng ngũ của Mobius mà không gặp trở ngại gì. Hoffman cũng từng làm việc với Lily. Cô cho hay Stefano đang muốn sử dụng Lily để khuếch tán thêm sức mạnh của hắn trong STEM. Ngoài ra, cô nàng lo ngại một thế lực khác đáng sợ hơn đứng sau tay nhiếp ảnh máu lạnh.
Hoffman gợi ý cho Sebastian, nếu muốn Stefano lộ diện thì hãy thử phá hủy các tác phẩm nghệ thuật mà hắn tâm đắc nhất. Đối với một nghệ nhân, không có gì bị sỉ nhục bằng việc tác phẩm được tạo ra bằng tất cả tinh hoa của trí óc và đôi bàn tay lại bị chà đạp như vậy. Chắc chắn Stefano không còn đủ bình tĩnh để lẩn trốn nữa. Trong lúc lang thang bên ngoài Union để tìm hai bức tranh của Stefano, vô tình Sebastian gặp Julian Sykes, tay đặc vụ cũng là lập trình viên, trong hoàn cảnh oái âm khi anh ta bị bao vây bởi một bầy Lost. Bất cứ ai còn sống cũng đều có giá trị hơn là chết. Anh giúp đỡ cho tay đặc vụ và cả hai cùng trốn vào căn nhà kho gần đó. Sykes có vẻ biết khá rõ về hệ thống STEM. Ngoài ra, anh ta có nói về việc toàn bộ nhân viên của Mobius đều được cấy một con chip trong não, nhờ đó mà họ có thể chống được sự ảnh hưởng tiêu cực bên trong STEM. Sykes giải thích với Sebastian rằng anh ta có thể tìm được cách thoát khỏi Union nếu như sếp khởi động lại hệ thống bên dưới đường hầm The Merrill để anh ta lập trình lại phần mềm. Nếu như đúng như dự đoán thì không cần đến hạt nhân cũng vẫn có khả năng thoát khỏi STEM. Tuy nhiên cách thức này vẫn còn đang trong quá trình thử nghiệm, khả năng thành công chỉ có 25%. Do đó Mobius đã hoãn nghiên cứu này lại vì rủi ro vượt quá mức cho phép. Mặc dù lưỡng lự, nhưng Sebastian quyết định giúp anh ta thử một lần. Vì thực chất, anh cũng chưa nghĩ đến việc sau khi tìm được Lily thì hai cha con thoát ra bằng cách nào. Không thể nào trao Lily lại cho Mobius được. Sau khi khởi động lại hệ thống và nguồn năng lượng, trước khi bước vào vòng dẫn Terminus, Sykes hướng dẫn cho anh cách sử dụng hệ thống nếu như anh tìm được Lily và muốn thoát ra ngoài bằng cách này. Không thể biết được rằng Sykes có thoát ra ngoài được hay không, vì chỉ với 25% khả năng thành công thì quả là một canh bạc quá lớn. Nhưng đối với Sykes thì thà tự tạo ra cơ hội cho bản thân còn hơn là chết mà không làm gì hết. Sebastian tự hỏi, nếu như lọt vào 75% còn lại, vậy các đối tượng thí nghiệm sẽ đi đến đâu? Qua những gì tìm hiểu được và Sykes cũng từng có nhắc đến, thì STEM vẫn còn một tầng sâu hơn mà Mobius chưa thể kiểm soát được. Tạm thời có thể gọi đó là Limbo, một nơi vô định sâu trong STEM vẫn chưa được khám phá. Và hồn ma đeo bám theo anh là Anima. Theo như suy đoán của anh, mỗi lần hồn ma xuất hiện, đó là lúc nạn nhân của nó bị đưa đến Limbo. Điều đó lý giải tại sao khi bị rượt đuổi bởi Anima, đám sinh vật Lost xung quanh thị trấn đều biến mất. Hầu hết những ai từng kết nối vào STEM thì một phần nhỏ nào đó trong họ bị lạc vào Limbo. Đa phần đó là nỗi ám ảnh khởi nguyên sâu trong tiềm thức của mỗi cá nhân. Quay trở lại thị trấn Union, Sebastian tìm được bức tranh trong quán bar. Chưa kịp phá hủy bức tranh thì anh bị kéo vào không gian bên trong đó. Thì ra không đơn giản chỉ là phá hủy bức tranh, mà là phá hủy tác phẩm điêu khắc bên trong đó. Sau khi cả hai tác phẩm của Stefano bị phá hủy, con đường dẫn đến nhà hát mở ra. Bước vào bên trong, giọng của hắn vang lên trong không gian, chứng thực tên sát nhân rất tức giận vì những gì anh vừa làm. Trong khán phòng, Stefano xuất hiện trên sân khấu. Hắn muốn cho sếp thấy một màn trình diễn hoành tráng khủng khiếp bằng khoảnh khắc cái chết của cả trăm con người. Chắc hẳn bọn họ đều là các điều hành viên của Mobius, nhưng cũng chẳng còn quan trọng nữa. Tên sát nhân thích thú nhìn trạng thanh tra bất lực trước cái chết của những con người kia, đồng thời cũng thừa nhận về kẻ chủ mưu đứng sau hắn. Ban đầu, Stefano chỉ bắt Lily theo sự chỉ dẫn của kẻ kia, nhưng khi đã nhận ra sức mạnh của cô bé, hắn muốn độc chiếm hạt nhân để phục vụ cho mục đích sáng tạo nghệ thuật của mình. Đây là cơ hội tốt để Sebastian dạy cho thằng chó đẻ khốn nạn này một bài học. Với những điều tồi tệ mà anh đã từng trải qua ở Beacon, thì đối phó với một thằng tâm thần không phải là điều bất khả thi. Sau khi giết Stefano, Sebastian bất ngờ gặp lại Lily. Cô bé sợ hãi và không tin anh là cha mình, vì Mobius luôn nói rằng anh đã chết. Trong lúc đang cố gắng thuyết phục Lily trở về, bất thình lình người mà anh không hề ngờ tới đã xuất hiện và kéo cô bé đi mất. Sebastian nhận ra đó là Myra,
người vợ mất tích bấy lâu nay của anh. Sau 5 năm xa cách, đây là lần đầu tiên cả ba người mới có cơ hội gặp lại nhau, nhưng lại trong tình cảnh trớ trêu như vậy. Mặc dù anh đã cố gắng thuyết phục Myra cùng Lily thoát khỏi STEM, nhưng cô từ chối, lại càng không cho anh quyền bảo vệ con bé. Cả hai mẹ con cùng biến mất trước mắt của anh. Sebastian lạc mất con gái lần nữa. Tỉnh dậy một cách khó ngờ ngay trong văn phòng của mình. Căn phòng bình thường bỗng dưng xuất hiện bàn thờ và nến khắp nơi. Sebastian chưa kịp định hình đã nhận ra mình bị dịch chuyển đến không gian khác của một nhà thờ u ám quỷ dị. Giáo phái này có vẻ không được thân thiện cho lắm. Có một căn phòng tra tấn và những xà lim nhốt bọn Lost bên trong. Một giọng nói xuất hiện trong đầu Sebastian liên tục khi anh tìm lối thoát khỏi đó. Rõ ràng kẻ kia sở hữu năng lực cực mạnh tại STEM. Chàng thanh tra lờ mờ nhận ra có thể đây chính là kẻ thao túng Stefano truy bắt Lily. Sebastian bị hắn đưa vào ảo giác và dùng mặc cảm tội lỗi để tra tấn, hạ gục ý chí của anh. Khi cả hai cuối cùng cũng gặp nhau trong nhà thờ, gã đàn ông bí ẩn tự nhận mình là nhà truyền giáo Theodore Wallace, người đứng đầu trung tâm tuyển giáo sinh MU. Khả năng đặc biệt của gã là dùng sức mạnh của ngôn từ để lay chuyển ý niệm của người đối diện. Vì vậy, hắn tiếp cận Sebastian, dùng điểm yếu của anh để bẻ gãy tinh thần. Một khi ý chí không đủ mạnh, thì con người rất dễ bị chi phối. Đây cũng là lúc Wallace thuyết phục anh cùng hắn ta hợp tác. Hắn sẽ dẫn anh đến chỗ Lily, còn anh sẽ giúp hắn có được sức mạnh của hạt nhân. Mặc dù vào khoảnh khắc đó, anh gần như buông xuôi, nhưng khi nghĩ đến Lily, bỗng nhiên cảm giác phẫn nộ bùng lên, tiếp cho anh sức mạnh để bình tĩnh trở lại. Không đời nào anh giao con gái mình vào tay ai khác hết, nhất là một thằng thối tha với cái chất giọng đểu đểu đó. Theodore nhận thấy mình đã thất bại trong việc tẩy não đối phương. Gã lập tức trở mặt và đẩy anh ta bay khỏi nhà thờ. Sebastian lờ mờ lấy lại ý thức trong tiếng khóc của Lily, nhưng hóa ra đó chỉ là ảo ảnh. Còn trước mặt anh lúc này là một cô gái lạ mặc quân phục đang liên tục bắn thứ gì đó. Anh nhận ra cả hai người đang ở trong một căn nhà gỗ mục nát. Xung quanh lũ sinh vật dị dạng The Lost đang lũ lượt kéo tới. Không có thời gian để thắc mắc nhiều thêm, Sebastian đành hỗ trợ người lạ mặt kia để giúp cả hai sống sót. Qua các tài liệu Sebastian thu thập được thì những sinh vật The Lost đã từng là con người bình thường. Ở giai đoạn đầu khi Union đang được phát triển mà mở rộng, đã có các ca mắc triệu chứng kỳ lạ được ghi nhận. 0,05% trong số các công dân bắt đầu có các dấu hiệu tinh thần hoảng loạn và mất ổn định. Không bao lâu sau, triệu chứng này phát triển thành sự phân ly tâm lý hoàn toàn. Và cuối cùng, bọn họ bắt đầu thay đổi các mô thịt và xương thành một sinh vật dị dạng. Bọn chúng có hành vi hung bạo, tấn công bất cứ ai mà chúng thấy. Các nhà nghiên cứu đã đưa những cá nhân bị nhiễm vào khu cách ly và nghiên cứu được đặt ở đường hầm The Marrow. Dần dần, hiện tượng này xảy ra ở các công dân trở nên phổ biến hơn. Theo ghi chép từ các nhà khoa học, họ xác định rằng giai đoạn cuối cùng trước khi biến đổi, các nạn nhân cho là họ bị săn đuổi bởi một thứ vô hình nào đó và không có cách nào chạy thoát hoặc chống lại. Một khi họ đã buông xuôi trước thực thể vô hình này, sự chuyển đổi bắt đầu diễn ra nhanh chóng. Các nạn nhân biến đổi thành dạng sống mà thậm chí không thể coi là con người. Mobius gọi những đối tượng đó là The Lost. STEM là một cấu trúc phần mềm nhân tạo, không thể nào là do virus, vi khuẩn hoặc các bệnh lây nhiễm. Hiện tượng The Lost là một hiện tượng liên quan tới tinh thần. Các nhà khoa học của Mobius đã làm mọi cách để tìm hiểu nguyên nhân, nhưng tất cả vẫn còn mơ hồ trong việc giải thích như thế nào mà nó lây lan và những ai mà nó sẽ lây lan tiếp theo. Trở lại căn nhà gỗ, cô gái tự giới thiệu mình là Torres và cô cũng biết anh là ai. Cô đã chờ đợi Myra và Theodore, nhưng cả hai đều không xuất hiện như kế hoạch. Và Torres cũng cho anh biết rằng cô được Kidman bảo phải hỗ trợ cho anh nếu kế hoạch giải cứu Lily và phá hủy Mobius gặp trục trặc. Bất ngờ nói tiếp bất ngờ, hóa ra Myra mới là người đứng sau kế hoạch phá hủy Mobius này. Vợ của anh đã thâm nhập vào Mobius với vai trò là thành viên của nó để điều tra mọi thứ. Chờ đợi đến thời cơ thích hợp
để ra tay lật đổ đế chế tội ác kia. Kế hoạch táo bạo ban đầu chỉ có 4 người tham gia: Myra, Kidman, Torres và Theodore. Theo như dự tính, Torres và Theodore sẽ đem Lily khỏi STEM. Myra ở lại để lo liệu những hệ quả mà Mobius có thể đem tới. Còn Kidman hỗ trợ cả đội trực tiếp từ bên ngoài để đảm bảo tất cả mọi người có thể an toàn thoát khỏi STEM. Dĩ nhiên, không có gì trót lọt dễ dàng. Theodore đã phản lại vì hắn muốn bắt Lily cho riêng mình để thao túng toàn bộ STEM. Cả hai tìm cách quay về hầm trú ẩn của Torres. Sebastian liên lạc báo cáo với Kidman về những gì đang diễn ra. Tuy nhiên, anh không còn liên lạc được với O'Neill. Không biết Liam còn sống hay đã chết. Khi quay về The Marrow, Seb phát hiện Huffman cũng biến mất. Lần theo dấu vết, anh nhận thấy cô ta đang đi tìm một ai đó. Dấu vết dừng lại tại một cánh cửa lớn. Anh không thể qua được nếu như không có con chip như các nhân viên của Mobius. Trong lúc tìm kiếm xung quanh, Sebastian phát hiện cả khu vực này chính là khu nghiên cứu những sinh vật The Lost. Theo thông tin ban đầu ghi nhận, các trường hợp có triệu chứng The Lost hầu hết là công nhân của Union. Chưa có bất cứ nhân viên nào bị ảnh hưởng của triệu chứng như trên. Chỉ duy nhất một trường hợp cá biệt, anh ta làm việc ở khu hố xử lý xác chết. Tuy nhiên, anh ta bị giết chết trước khi bị mất tự chủ. Các nhà nghiên cứu muốn lấy con chip trong đầu gã nhân viên xấu số để tìm hiểu nguyên nhân gì đã xảy ra với anh ta trước khi triệu chứng Lost lan rộng hơn nữa. Đột ngột, không khí lạnh trở lại. Sebastian hiểu chuyện gì đang sắp xảy ra. Và một lần nữa, bóng ma Anima xuất hiện và đưa anh xuống Limbo, nơi mà nỗi sợ con người được thể hiện qua những gì nó tạo ra. Đối với chàng thanh tra, Limbo trở thành beacon. Nếu như trốn chạy nỗi sợ không phải là cách hiệu quả nhất, vậy thì anh sẽ đối mặt với nó một lần và mãi mãi. Vượt qua Anima, tìm đến căn phòng cuối hành lang, Sebastian nhận ra một bản thể của chính anh đang nằm trên chiếc bàn. Trong một thoáng do dự, anh hiểu rằng đây chính là một phần trong con người mình vẫn kẹt lại trong STEM sau sự kiện beacon, và cũng là nỗi sợ lớn nhất trong anh. Nếu như Sebastian không kết thúc nó, thì Anime sẽ sử dụng chính điểm yếu này để đeo bám và khiến anh trở thành sinh vật khát máu The Lost. Phát súng đó không chỉ kết thúc nỗi ám ảnh, mà còn xua đuổi được hồn ma Anima đeo bám Sebastian. Sau khi chiến thắng nỗi sợ bên trong mình, Seb quay trở lại cuộc thí nghiệm. Tôi suy luận không còn sắc bén như hồi còn làm thanh tra ở sở cảnh sát Crimson, nhưng anh cũng có thể đoán rằng khu vực nghiên cứu này đã xảy ra một trận bùng phát triệu chứng Lost và bị mất kiểm soát hoàn toàn. Bằng chứng cho thấy quanh đây tràn ngập lũ sinh vật khát máu. Sau khi lấy được con chip, Sebastian đi qua cánh cửa và phát hiện ra Huffman đang nói chuyện với một người nào đó. Mọi chuyện đã xảy ra, kỳ thực còn rắc rối hơn khi Theodore dùng sức mạnh của mình để điều khiển và tẩy não O'Neill. Sau đó, lợi dụng anh ta để kéo cả Yukiko Huffman đến đây. Bắt gặp Huffman đang cố gắng thuyết phục O'Neill. Lúc này, tay kỹ thuật viên đã trở thành một tông đồ của Theodore. Không còn cách nào khác. Sebastian buộc phải chiến đấu với O'Neill để bảo vệ chính mình hoặc là bị giết. Trong lúc hấp hối, O'Neill lấy lại ý thức. Anh ta cho hay Theodore đã ép anh chế tạo một cỗ máy để giúp hắn dịch chuyển tùy ý trong STEM mà không ai có thể tìm thấy. Anh ta nhờ Sebastian hãy phá hủy nó. Huffman và Sebastian tìm thấy cỗ máy và quyết định gọi Torres đến để cùng xử lý. Cả hai cho cỗ máy phát nổ, nhưng rốt cuộc nó lại khiến Sebastian bị Theodore đem xuống không gian địa ngục của hắn. Lại một lần nữa, Theodore khiến Sebastian mù mị với cảm giác day dứt tội lỗi vì đã không cứu được Lily hay tin lời Myra. Hắn tiếp tục chiêu dụ Sebastian cho đến khi vị thanh tra quyết định nổ súng. Hoái âm thay, tất cả những gì diễn ra vừa rồi chỉ là ảo ảnh. Và sự thật là Sebastian vừa bắn trọng thương Torres rồi ngất đi. Torres buộc phải dìu Sebastian dù bản thân đang bị thương.
Cô tiếp tục một mình chiến đấu với bọn quái vật ở đường hầm Merrow, trong khi anh chưa thể lấy lại được ý thức. Tỉnh dậy trong căn nhà cũ của mình, Sebastian chìm trong mê cung hồi tưởng về những gì anh đã không thể làm để cứu gia đình. Anh tìm thấy lá thư của Myra để lại trước khi ra đi. Trong lá thư, cô nói rằng đã đến rất gần sự thật, nghĩa là từ giờ cô phải ra đi vì sự an toàn của anh. Sebastian có thể hiểu được cảm giác của Myra lúc đó, đơn độc dấn thân vào mối nguy hiểm mà không một ai để chia sẻ cũng như hỗ trợ. Bỗng nhiên, bóng dáng mảnh mai quen thuộc tiến đến bên anh. Là Myra, người phụ nữ mà anh đã yêu bằng cả trái tim. Cô cố gắng an ủi và giải thích cho sếp rằng đó không phải là lỗi của anh, chỉ là do anh quá đau đớn với những gì đã xảy ra nên thà chấp nhận và tránh né còn hơn là đối mặt với nó. Tất cả trách nhiệm và tội lỗi đều là do Mobius. Chính bọn chúng đã phá nát gia đình của cả hai. Myra muốn anh hãy tiếp tục chiến đấu vì Lily, vì nếu như bỏ cuộc lúc này thì tất cả những gì mọi người làm để cứu Lily đều trở thành vô nghĩa. Giờ thì chàng thanh tra cũng đã hiểu rõ sự thật. Anh cảm thấy được giải thoát khỏi mặc cảm tội lỗi đã đè nặng lên anh trong hơn 5 năm qua. Nếu như những điểm yếu trong bản thân như nỗi sợ hãi và cảm giác tội lỗi được trút bỏ, thì thằng khốn nạn Theodore không thể làm gì mình được nữa. Đến khi tỉnh lại, sếp nhìn thấy Torres đã tử nạn khi cố đưa anh quay về căn phòng an toàn. Nhưng cô chết không phải vì vết thương do Sebastian gây ra, mà là do bọn The Lost giết cô. Huffman đã chỉ cho anh thấy điều đó. Nhờ vậy mà anh không tự đổ lỗi cho bản thân mình. Tìm thấy cuốn nhật ký của Torres, Sebastian bất ngờ nhận ra cô chính là người được Mobius thuê để phóng hỏa nhà anh và bắt cóc Lily. Vậy nên những gì cô đã làm cho Seth và Myra, tất cả như một lời chuộc tội. Sau khi buông cuốn nhật ký xuống, giận cô không phải là điều anh đang nghĩ đến. Seth chỉ thấy tội nghiệp cho Torres, cũng bị dòng xoáy tội ác của Mobius cuốn lấy. Nếu một người biết nhận ra lỗi lầm của mình và cố gắng sửa sai, vậy thì không có gì đáng trách hết. Dù gì đi nữa thì việc phá hủy chiếc máy cũng có hiệu quả phần nào. Nhà thờ của hắn giờ đã lộ diện, nhưng Theodore lúc này đã hoàn toàn thao túng STEM và biến nó thành biển lửa hủy diệt với pháo đài của hắn. Xâm nhập vào đó là một điều bất khả thi. Huffman có ý tưởng chế tạo một thiết bị phát sóng để chống lại ảnh hưởng của Theodore trong Union, nhưng cô cần thời gian để lắp ráp nó. Mặc dù suy luận của Sebastian không có chứng cứ rõ ràng, nhưng theo anh thì những con người được trung tâm MU tuyển dụng sau khi được đưa đến bồn dẫn Terminus để kết nối vào STEM, phần cơ thể ở thế giới thực sẽ bị giết để thế chỗ cho những người mới đến. Đó là lý do tại sao trung tâm tuyển dụng lại chọn những cá nhân độc thân, mồ côi hoặc không còn liên hệ với gia đình. Vì sau khi họ chết, sẽ không một ai thắc mắc về sự mất tích của họ. Nếu Mobius đạt được lưu lượng cần thiết để chuyển sang giai đoạn 2, phát sóng không dây trên phạm vi toàn cầu, tất cả mọi sinh vật sống đều bị kéo vào STEM mà không cần bồn dẫn. Chắc chắn sau vài ngày, những cơ thể ngoài thực tại sẽ chết nếu không được chăm sóc. Nhưng đó không phải là mối bận tâm của tổ chức kia. Sebastian gặp lại Huffman ở một khách sạn gần đó. Thiết bị này hoạt động như chiếc khiên có thể chống lại bức tường lửa bao quanh khu vực lẩn trốn của Theodore. Sau khi đã sẵn sàng, cả hai cùng tiến bước vào mối nguy hiểm phía trước. Lửa rẽ ra xung quanh khi anh và Huffman từng bước tiến đến nhà thờ dị giáo. Ngoài biển lửa bao dây, lũ sinh vật được sinh từ nham thạch đang lũ lượt kéo đến. Thật khó để xác định chúng với tầm nhìn hạn chế. Dù vậy, sếp vẫn dốc sức bảo vệ cả hai. Ngay khi vừa đến được pháo đài, nữ đặc vụ bị một con quái vật tấn công và làm hỏng thiết bị đang cầm trên tay. Sebastian không thể làm gì để cứu Huffman ngoài việc chứng kiến cô bị ngọn lửa nuốt chửng. Tại sao những con người xung quanh mình luôn gặp những kết cục tồi tệ như vậy chứ? Trước đó là Joseph, rồi đến Torres, Liam, giờ thì là Huffman. Tất cả bọn họ hy sinh chỉ vì muốn giúp đỡ cho anh. Vậy mà sếp không thể làm gì để bảo vệ cho họ. Thật là một điều đáng hổ thẹn. Nhưng giờ không phải là lúc để trách cứ bản thân. Anh còn phải cứu Lily, và Theodore sẽ phải trả giá cho những gì hắn gây ra với những người bạn của anh. Nén lại cơn bực tức, Sebastian tiến vào pháo đài của Theodore trong tiếng nói gian giọng của hắn.
Hắn liên tục thao thao bất tuyệt về việc muốn điều khiển Union, rằng Union chính là Mobius, vì bọn họ đều đã liên kết với Union. Điều khiển được Union tức là điều khiển được toàn bộ Mobius, đồng nghĩa với việc thao túng được cả thế giới trong tay. Theodore lần này lại sử dụng tội lỗi của sếp bằng cách dùng hình ảnh của Lily để bẻ gãy tinh thần đối thủ. Tất nhiên, anh đã không còn gánh nặng đó trên vai nữa. Nhận thấy chiến thuật không hiệu quả, Theodore lập tức chuyển sang tấn công vào nỗi sợ trong quá khứ của Sebastian. Hắn biến cả pháo đài trở thành địa ngục Beacon 3 năm trước, ép anh phải đụng độ lần nữa với những sinh vật khủng khiếp như Laura, The Keeper, The Sadist. Thay vì trốn chạy, sếp lại đối mặt với bọn chúng. Anh nhanh chóng đánh bại tất cả nỗi ám ảnh mà Theodore đã tạo ra. Đến lúc này, hắn hoảng sợ vì tất cả kế hoạch đều thất bại trước Sebastian. Chưa kịp dạy cho thằng khốn nạn đó một bài học, thì Myra xuất hiện và thẳng tay giết chết Theodore. Sebastian thuyết phục Myra trở về cùng Lily, nhưng bản thân Myra cũng đã bị ảnh hưởng bởi STEM. Nó cũng không còn ý thức như bình thường. Myra phá hủy pháo đài của Theodore, rồi nhấn chìm mọi vật trong thế giới màu trắng của mình. Sếp đuổi theo Myra để làm rõ mọi chuyện, thì cô tạo ra con quái vật Effigy cản đường anh. Sau đó, cô phá hủy luôn phần còn lại của Union. Anh tỉnh dậy dưới khung cảnh đổ nát hoàn toàn. Tại đây, Sebastian dần sáng tỏ mọi chuyện. Myra muốn thay thế Lily ở vị trí hạt nhân, vừa để giải thoát con gái mình, vừa để có thể phá hủy Mobius từ bên trong. Theodore lại không muốn điều đó. Với hắn, Mobius vẫn còn giá trị lợi dụng, và nếu hắn dùng Lily để điều khiển STEM, mọi thứ sẽ khác. Vì vậy, Myra dặn Lily trốn chạy khỏi Theodore. Đó chính là khi STEM mất đi hạt nhân và bắt đầu đổ sụp, Stefano truy bắt Lily theo chỉ thị của Theodore. Dưới vùng đất trống trải trắng xóa, căn nhà phía trên đỉnh đồi nằm bơ vơ, gợi nhớ cho anh nỗi cô độc trong khoảng thời gian Myra bỏ đi. Cô ấy đã hy sinh quá nhiều cho gia đình, cho anh và cả Lily. Giờ là lúc để Sebastian hàn gắn lại gia đình một lần nữa. Bước về phía đỉnh đồi, anh gặp lại Myra tại ngôi nhà của mình. Nhưng có vẻ như cô ấy hoàn toàn bị mụ mị trong ý nghĩ sẽ giữ Lily ở đây mãi mãi, để con bé không còn đau đớn nguy hiểm nữa. Sebastian hiểu rằng vợ anh chỉ đang làm trách nhiệm của một người mẹ, là bảo vệ Lily khỏi những tổn hại về tinh thần cũng như thể xác. Đôi khi tình yêu khiến con người ta mù quáng và ích kỷ, nhưng nó vẫn là thứ xuất phát từ sự hy sinh, quan tâm và lòng vị tha, không phải ngẫu nhiên mà có được. Mặc cho mọi lời khuyên can, Myra vẫn nhất quyết không thay đổi ý định. Cô dường như không thể kiểm soát nổi bản thân và tấn công sếp. Dù rất đau lòng, nhưng anh không còn cách nào khác. Anh phải bảo vệ cho Lily và đưa con bé thoát ra khỏi đây. Phát súng đó không phải vì bản thân anh, mà là vì Lily. Myra bị nuốt chửng bởi con quỷ bên trong cô. Con quái vật này chính là hiện thân của nỗi oán hận, sợ hãi, ích kỷ, giận dữ mà ai trong chúng ta cũng có. Sebastian lần này phải đối đầu với chính người vợ thân yêu. Sau khi hạ con quỷ do Myra tạo nên, Sebastian cứ ngỡ rằng vợ anh đã chết. Tuy nhiên, thứ anh giết chết đó chỉ là một phần đen tối trong cô mà thôi. Giờ Myra có thể kiểm soát lại cảm xúc. Cô dặn anh mau đem Lily đi trước khi quá trễ. Cùng lúc bên ngoài, sau rất nhiều nỗ lực khôi phục Union thất bại, người điều hành quyết định thanh trừng luôn Sebastian và chỉ giữ lại Lily để duy trì STEM, chấp nhận để Union bị phá hủy. Đến lúc này, Kidman buộc phải lật bài ngửa phản bội lại Mobius để bảo vệ Sebastian lẫn Lily. Sau bao nhiêu năm xa cách, sếp ôm chầm lấy Lily như sợ rằng con bé sẽ tan biến mất như những giấc mơ đã từng ám ảnh anh. Myra đợi cả hai cho con bên dưới phòng khách và giải thích rằng kế hoạch vẫn chưa hoàn thành thực sự. Nếu như cô rời đi cùng với cả hai, cô phải ở lại để thay thế hạt nhân và gửi tín hiệu hủy diệt ra ngoài để giết sạch toàn bộ nhân viên Mobius, những ai đang có con chip trong đầu. Sebastian mặc kệ tất cả. Giờ đây, anh chỉ mong muốn cả gia đình lại trở về với nhau như xưa. Nhưng Myra chỉ ra rằng nếu bỏ qua cơ hội phá hủy tổ chức ác độc này,
Mobius sẽ tiếp tục truy đuổi gia đình bọn họ và Lily sẽ không bao giờ được an toàn. Đúng, nhưng đây lại là lựa chọn khó khăn nhất trong cuộc đời anh. Bỏ lại người vợ kẹt ở đây mãi mãi, hoặc là phải sống một cuộc đời lẩn trốn cho đến lúc chết. Đó không phải là cuộc sống mà Lily cần. Vì vậy, quyết định phải được đưa ra. Trở lại với Kidman, cô nổ súng và mở đường máu đến phòng kết nối STEM, nơi thể xác của Sebastian ở đó để mở đường cho anh cùng Lily thoát khỏi STEM. Người điều hành Mobius xuất hiện ngăn cản cô nàng. Ông ta định giết cô bằng cách dùng remote để kích hoạt con chip trong đầu Kidman, nhưng cô đã phẫu thuật tháo bỏ con chip này từ 3 ngày trước. Đúng lúc này, Sebastian và Lily thông qua chiếc gương để quay về với thế giới thực. Myra dùng STEM để kích hoạt tất cả những con chip để trừ khử bọn chúng. Kẻ điều hành cũng không thoát khỏi số phận. Sebastian tỉnh dậy và cùng Kidman cứu Lily. Trên con đường ngoại ô đầy nắng ấm áp, Kidman chia tay hai cha con ở bên vệ đường. Giờ đây, cô là một con người tự do, không bị ràng buộc bởi Mobius. Trong nhiều năm làm việc với tổ chức, cô đã phải làm nhiều chuyện trái với lương tâm mình. Cuộc giải cứu vừa rồi là một sự giải thoát đối với cô. Thoát khỏi tội lỗi trong quá khứ và thoát khỏi Mobius. Không biết tương lai vô định phía trước sẽ ra sao, nhưng giờ đây là lúc cô có thể sống cho bản thân mình. Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng chúng ta nên nhớ rằng Ruvik vẫn còn ở ngoài kia. Dấu vết mà hắn để lại trên tay Sebastian và Kidman vẫn còn đó. Liệu nó sẽ lành đi theo năm tháng, hay là vẫn bị ảnh hưởng bởi Ruvik? Nếu một ngày nào đó hắn xuất hiện, vậy STEM có thật sự đã bị hủy diệt, hay ai đó đang khởi động lại nó trong bài đổ nát của Mobius? Quỷ dữ vẫn luôn tồn tại trong ta, không bao giờ có thể bị tiêu diệt được. Điều duy nhất có thể làm là chế ngự nó bằng tình yêu mà thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Ngọt Game. Nếu các bạn muốn trao đổi về game hoặc có những yêu cầu nào cho những video tiếp theo, bạn có thể like fanpage Ngọt Game và tham gia group gia đình nhà Ngọt Game của bọn mình nhé. Ngoài ra, đừng quên Ngọt Game sẽ luôn có video mỗi tối vào 7:30. Các bạn nhớ đón xem video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.